Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Tư Giàu của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Cerato ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 5 này. Và những tính năng option của chiếc xe Kia Cerato có gì không thì em xin phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết nó đang là 685 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho em nhá. Hiện tại đại lý chúng em thì đang giảm giá cho em là 38 triệu tiền mặt ạ. Tức là xuống còn với giá đang là 647 triệu nhá. Còn anh em mà khi mà anh em mình liên hệ với cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình này, chắc chắn giá sẽ còn tốt hơn khi mà giá anh em có thể là em đã thông báo cho anh em trên màn hình ạ. Bởi vì là thực tế anh em đến trực tiếp đại lý của chúng em hoặc liên hệ với chúng em, giá sẽ được tốt hơn rất là nhiều so với cả giá mà em thông báo cho anh em trên màn hình này nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về tổng trên bánh á. Chiếc xe Kia Cerato bản Premium này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 752 triệu đổi chiếc thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 243 triệu thôi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 720 triệu đổi chiếc thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 212 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 738 triệu đổi chiếc thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 230 triệu thôi nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng trên bánh thì luôn luôn cam kết với em giá sẽ là tốt nhất thị trường khi mà anh em liên hệ với em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium, em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m640 ạ, rộng là 1m80, còn cao là 1m450 ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là 2m70 nhé, rất là dài đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó là 15cm nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt ca lăng đầu tiên của chiếc xe Kia Cerato bản Premium này thì mặt lưới ca lăng của nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của dòng xe Kia, nhìn rất là thể thao, sang trọng và nhìn rất mạnh mẽ anh em nhé. Ở đây tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Đèn phía trước của dòng xe bản Premium này nó sẽ là đèn full LED nhé. Đèn full LED, cả đèn phốt, đèn pha, đèn LED hạ dạng projector ạ. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm ạ. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen anh em nhé. Và tính năng an toàn phần đầu xe đó chính là có cảm biến góc trước, 4 cảm biến nhé. 4 cảm biến anh em này, 1 này, 2, 3 và 4 ạ. Đó. Tổng quan về phần đầu xe của chiếc xe Kia Cerato thì em đánh giá một điểm cộng rất là lớn. Nó sự thể hiện đó là sự thể thao, mạnh mẽ, trẻ trung và rất là sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Kia Cerato bản Lux, xin lỗi, bản Premium, bản cao cấp nhất này thì nó là phần sườn xe được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thiết kế khí động học tốt hơn, giúp cho cản gió rất là nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe sẽ là vành đúc hợp kim nhôm màu bạc xám ạ. Có nó sẽ là vành 17 inch em nhá, phanh đĩa cho cả bốn bánh nhá. Các tính an toàn phần bánh xe này có như sau: hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp EA này và rất nhiều tính an toàn thì em xin phép cuối video để giới thiệu cho em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương ạ. Và tích hợp nữa đó chính là có là cụp gương tự động này, điều chỉnh bốn mặt gương này. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa của bản này thì tay nắm cửa cùng màu thân xe nhé, cùng màu thân xe và tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh ạ. Về phần sườn xe, về bên cánh cửa này thì nó có các cái thanh nẹp chrome chạy từ phần đầu xe đến phần cuối của xe thì giúp cho cái phần sườn xe của chiếc xe Kia Cerato này thì em cảm giác nó sẽ được sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Đấy. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là có cửa sổ trời nhé, cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên ạ. Đó. Ngoài ra nó sẽ là anten của nó sẽ là anten vây cá này. Anten vây cá nhé. Đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Kia Cerato bản Premium này thì phần đuôi xe của nó thì đánh giá nó điểm cộng rất là lớn, đó chính là sự thiết kế của nó từ góc cạnh hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn rất là nhiều ạ. Phần đuôi xe nó sẽ là cụm đèn của nó đấy ạ. Em đây giới thiệu cho em cụm đèn nhé. Đèn cho nó đèn LED anh em nhé, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe của chiếc xe, giúp cho chiếc xe nó rất là sang trọng ạ. Đó. Tích hợp trên đấy nữa đó chính là một cái thanh tấm phản quang nhé, nó chạy xuyên suốt từ phần cụm đèn bên trái sang cụm đèn bên phải ạ, giúp cho chiếc xe nó cảm giác sẽ hài hòa rất là nhiều ạ. Điểm nổi bật nữa đó chính là phần cản sau ạ, đó chính là phần bô nhé, bô của nó sẽ là bô kép ạ, bô kép hai bên này, đó anh em nhìn này, bô nhé, bô hai bên này. Giúp cho phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ được thiết kế cảm giác nó sẽ mạnh mẽ hơn, thể thao hơn rất là nhiều ạ.
Về phần các tính năng an toàn, phần đuôi xe nó có như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1, 2, 3 và 4 ạ. Và ngoài ra nó sẽ là có camera lùi đấy nhá. Camera lùi đấy ạ. Giờ em sẽ mở cốp lên cho anh em xem là cốp chiếc xe này nó rộng như thế nào ạ. Đây, cốp của chiếc xe Kia Cerato bản Premium, bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Soro, Kia Cerato ạ. Nó rất là rộng nhá, nó rất là rộng đấy ạ. Hàng ghế thứ hai nó thể gập được 60-40, giúp cho anh em thể để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái ạ. Đó. Ok, giờ em giới thiệu cho em về mức tiêu hao nhiên liệu. Đây, em giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Ở trong đô thị đang là 9.89 này, ngoài đô thị đang là 5.61 nhé. Và kết hợp trung bình đang là 7.17. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho dòng xe động cơ 2.0 ạ. Ok, giờ đến sâu vào trong nội thất giới thiệu cho em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất bên trong của chiếc xe Kia Cerato. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu đen và kết hợp màu đỏ, tạo ra không gian nội thất nhìn giống rất là thể thao, mạnh mẽ của dòng xe 2.0. Ngoài ra giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế được bọc da sờ rất mềm mại, ghế được chỉnh điện 10 hướng em nhé. Chỉnh điện 10 hướng đấy. Và đây, giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, có cơ đối control, đó chính là ga tự động nhá. Đó. Còn đây, giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là không gian, đó chính là phần màu đỏ với cất màu đen, tạo ra điểm nhấn của phần cánh cửa, nhìn trông nó sẽ là sang trọng hơn, sáng hơn, tinh tế hơn. Đấy. Tích hợp trên bên cánh cửa có các cái nút bấm như sau. Đây là điều chỉnh 4 mặt gương này, cục gương này, đó, khóa cửa này, lên xuống kính cho 4 cánh cửa nhá. Riêng ghế lái sẽ là có một chạm chống kẹt luôn anh em nhá, và khóa chốt kính đấy ạ. Ok, giờ đến sâu bên trong để giới thiệu cho em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về bên trong nhá. Đó chính là chìa khóa thông minh một chạm này, viền xung quanh mạng rôm này. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em nhá. Đây, em giới thiệu cho anh em nhá về mảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium này. Thì bản hộp táp lô của nó thì em đánh giá nó rất là mạnh mẽ, thể thao và đầy đủ rất là thông tin cho anh em nhá. Đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây là công tơ mét dưới này, đó chính là mức nhiên liệu. Còn đây là các cài đặt cho anh em bằng cửa này, hình ảnh này, âm thanh này. Và rất nhiều các cái đèn màu đỏ và màu vàng này, đó chính là đèn cảnh báo anh em nhá. Còn đây, giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà trời tối hầm tối nhá. Theo em cái này chế độ này rất là tuyệt vời đấy ạ. Ở đây, giới thiệu cho anh em về phần cần gạt mưa này. Cần gạt mưa thì bản này nó sẽ là rất là tiếc, nó không có chế độ auto em nhá. Đây lại một điểm trừ, nó không có chế độ auto, là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa. Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí của chiếc xe Kia Cerato bản Premium này. Thì màn hình của nó sẽ màn hình cảm ứng 6,5 inch ạ. Có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em. Ngoài ra thì nó có kết nối Apple CarPlay và Auto Android cho anh em nhá. Còn đây, giới thiệu cho em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của chiếc xe này sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau anh em nhá. Không phải là điều hòa một vùng đâu anh em ạ. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây, giới thiệu cho em phần phía dưới này nữa. Nó sẽ là có như sau, đó chính là cổng điện 12V này, cổng AUX này, cổng AUX này, thiết bị ngoại vi nhá, USB này, và đây là cổng sạc điện thoại này. Ngoài ra đặc biệt đó chính là có gì ạ? Đây là cái gì đúng không ạ? Sạc thông minh IQ anh em nhá. Sạc thông minh IQ để đây này. Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần hộp số của nó này. Hộp số của chiếc xe này nó là sử dụng hộp số tự động 6 cấp anh em nhá. Hộp số tự động 6 cấp anh em ạ. Cả nó là hộp số cần số thẳng anh em ạ. Nhìn rất là thể thao và mạnh mẽ anh em nhá. Phần hộp số này thì em này là đánh giá một điểm cộng rất nhiều sự thiết kế của nó. Nhìn rất là sang trọng ạ. Đó, còn đây là bật tắt cảm biến lùi này, cả bật cảm biến góc trước này. Còn đây là Boost Driver, là các chế độ lái nhá. Nó sẽ có 3 chế độ lái cho em này, là chế độ Comfort này, chế độ Eco và chế độ Smart này, là chế độ thông minh nhá. Đấy. Còn đây em giới thiệu cho anh em phần phía dưới này nữa. Đó chính là cái phanh tay của nó, phanh cơ em nhá. Còn nếu mà anh chờ, có thể anh em có thể chờ sang phiên bản mới thì nó sẽ chuyển ra là phanh tay, nó sẽ là phanh điện anh em ạ. Hộp tựa tay trung tâm của nó thì được bọc da sờ rất mềm mại và rất là to bản anh em nhá. Để đồ rất là thoải mái ạ. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe này. Gương chiếu hậu bên trong xe thì chiếc xe này sẽ là có chế độ chống chói tự động này. Đó, có chế độ chống chói tự động nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó đây, nó sẽ có chế độ như mở cửa từ sáng này, luôn luôn sáng như này nhá. Hoặc là anh em có thể là bấm cơ trực tiếp như này. Đó. Còn đằng này mình sẽ để kính đăng ký đăng kiểm mình để đây nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe là nó sẽ có cửa sổ trời này. Đây, nó sẽ có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nha anh em nhá. Đó, ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho em hàng ghế thứ hai ạ. Xe Kia Cerato bản 2.0 này thì hàng ghế thứ hai nó giống như hàng ghế đầu tiên. Đó là không gian nó không màu đen và kết màu đỏ, tạo ra điểm nhấn nhìn rất là mạnh mẽ. Hàng ghế thứ hai nó sẽ là được bọc da và gập được 60-40 nhá.
Ok, giờ để em sâu vào bên trong giới thiệu cho em ạ. Đây, hàng ghế thứ hai của nó thì em để chân rất là thoải mái luôn nhá. Em cao 1m80 nhá. Đây, để chân vẫn còn thừa được một nửa găng tay này, để rất thoải mái luôn. Đó, anh em mà cao to thì không phải lăn tăn quá nhiều được ạ. Ở đây em giới thiệu cho anh em về nó thêm được, đó chính là có cửa gió hàng ghế thứ hai này, cửa gió hàng ghế thứ hai nhá. Nên anh em là điều hòa nó mát nhanh hơn rất là nhiều ạ. Ở đây giới thiệu cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium này thì sự thiết kế của nó thì em đánh giá điểm cộng rất là nhiều, về sự thiết kế của nó rất hài hòa và những tính năng option nó mang lại thì rất là nhiều cho anh em nhá. Đó. Ok, giờ em sang phần động cơ để giới thiệu cho anh em về phần động cơ ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về động cơ nhá. Động cơ của nó sẽ là động cơ Lu 2.0 này. À, về công suất cực đại của chiếc xe này thì đang là 159 mã lực trên cho 6.500 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 194 Nm trên 4.800 vòng trên phút nhá. Đó. Còn đây chi tiết cho anh em về bên đằng trong này. Đó chính là màu xanh, đằng này đó chính là nước rửa kính nhá. Động cơ của nó là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ, 1 2 3 và 4 ạ. À, trục là DOHC là trục cam kép, 16V là 16 van nhá. Đấy, cầu hút thì để lên rất là cao rồi ạ. À, ắc quy nó sử dụng là ắc quy khô này. Đây là, còn đây là cầu chì, còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh em nhá. Đây, em giới thiệu cho em về tổng quan này. Ok, giờ em sang phần tổng thể, giới thiệu cho em tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 Premium này. Đây, em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Về tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Kia Cerato, và tính năng an toàn bản 2.0 này thì nó rất nhiều tính năng an toàn cho em, gồm có hệ thống hệ thống những phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử ABD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hỗ trợ khởi nhào dốc này, cân bằng điện tử xe này, kiểm ổn định thân xe này, ga tự động luôn nhé, cruise control đấy ạ, hệ thống chống trộm này, chìa khóa thông minh này. Đó. Và ngoài ra thì rõ là dây an toàn mà 3 điểm này, túi khí thì bản 2.0 này sẽ có 6 túi khí cho em nhá, còn các bản còn lại chỉ có 2 túi khí thôi em ạ. Nó sẽ ngoài ra thì nó sẽ là có khóa cửa trung tâm này, camera lùi này, cảm biến trước và sau nhá, nó sẽ cảm biến trước và cảm biến sau. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và những tính năng option của chiếc xe Kia Cerato bản Premium bản 2.0 này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.